Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến buổi livestream của nha. Hôm nay sẽ về một số máy em sẽ báo giá và review cho người xem người. Thì đầu tiên sẽ là một laptop 3 người. Đây laptop 3 nha, điện thoại gaming người. Con này khá là xịn sò luôn rồi. Đây. Chạy con chip sẽ nó gần là 865 người. Đó, chip sẽ nó gần 865 nha. Thì màn hình trong này chắc khoảng 97 thôi người. Đó, 3 camera rất là xịn sò luôn. Mặt sau thì có một cái đèn nằm người thấy không? Đây, cái đèn dạo quang lên nè. Đó, laptop 3. Con này là điện thoại gaming nha. Đây. Dòng này cũng siêu mi mọi người. Đó, đây camera chính nè. X2 nè. X4 luôn rồi, X5 nè. Đó. Đây, còn đây là bản giới thiệu của nó nha. Đây, phần giới thiệu điện thoại luôn rồi. Laptop 3. Con này sẽ là RAM 8. Bộ nhớ là 128 GB người. Màn hình OLED nha. Đó, 6.67 inch. Đó. Và pin là 4700 người. Chạy con chip thì nó gần là 865 nha. Đó, con này sẽ bán giá là 6.990. Này 6.990 người. Và laptop 3. Đó. 6.990 nha. Điện thoại khá là gaming luôn rồi. Điện thoại này dành chuyên game nha. Đó, điện thoại chuyên game mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. 6.990 người. Ok. G8 em còn nha bá ước. Anh bá ước ơi. G8 em vẫn còn nha. Thế sẽ là Samsung iPhone 12 Pro Max người. iPhone 12 Pro Max mã Mỹ 256GB người. Mã Mỹ 256GB nha. Đây. Đây con này pin bao nhiêu? Pin 89 nha mọi người. Con này còn pin 89 nha. Đây. Pin 89 màu đen khá là đẹp luôn người. Đây. Mình chắc khoảng 99 nha. Con này 99 người. 25.500 người. 25.500. iPhone 12 Pro Max mã Mỹ người. Mã Mỹ sẽ có cột sóng 5G đó nha. Đó, máy thì màu đen khá là đẹp luôn rồi. Màn hình 99%, 25.500.000. Ok. Sẽ là iPhone 11 Pro Max 256GB. Pin con này 86 mọi người. Đó, tình trạng pin em có sao báo vậy nha. Đó, con này mã LL, mã Mỹ nha mọi người. 256GB, 18 triệu nha mọi người, 18 triệu nha. Con này màn hình cũng khoảng 9899 rồi. Con này còn khá đẹp nha, màu xanh. Rất là ok luôn, mã Mỹ. Bên em bao quốc tế vĩnh viễn rồi. Đó, con nào bán quốc tế là bao quốc tế vĩnh viễn nha. Ok. Tiếp theo sẽ là Realme X7 Pro mọi người. Realme X7 Pro nha. Con này khá là đẹp luôn mọi người. Lưng cũng là màu đa sắc nha. Đó, lưng đỏ màu nè, khá đẹp luôn rồi. Màu bạc đa sắc nha. Đó. Con này bán là 5.400.000 thôi. Con này sẽ là RAM 8 nha mọi người. Bộ nhớ là 128GB. Đây, Realme X7 Pro mọi người. RAM 8 bộ nhớ 128GB. Chạy con chip Dimensity 1000 lút nha. 1000 cộng rồi. Đó. Màn hình là 120Hz rồi, khá là mượt luôn. Đó. Con này bán giá là 5.400.000 rồi, máy là full box nha. Full box 5.400.000 rồi. Mặt lưng thì khá đẹp người. Camera thì 640 nha. Đó, em sẽ test camera cho người xem. Con chip này hiện tại cũng chơi tốt một loại game người. Đó. Camera góc rộng nè, F1 nè. Đó. Camera selfie mọi người. Đây camera selfie nha. Đó. Máy là full chức năng không lỗi hết mọi người. Bán là 5.400.000. Còn này đủ phụ kiện nha mọi người. Đây. Phụ kiện của nó nha. Đầy đủ nha. Còn này đủ phụ kiện nha mọi người. Máy là full box, đầy đủ phụ kiện. Đây. Realme X7 RAM 8. Tiếp là Poco X3 mà gồm mọi người, X3 gồm nha. Đây, Poco X3 gồm con này là 5.400.000 mọi người. Đó, RAM 8 128GB, chạy chip sẽ cần là 870. À 860 mọi người, em nói nhầm. Chip 860 màn hình 120Hz nha. Nó bán là 5.400.000. Máy đẹp keng không khác gì mới. Con này là iPhone 11 Pro Max 64GB, 16.8 mọi người, 64GB nha. Màu vàng thì pin 90 mọi người. Còn màu xanh thì con này pin thấp. Con này pin 81 mọi người. Đó. Pin thì em có ghi hết nha. Đây con này hệ pin 87 rồi. À con này 2 pin hả. Đây. Con này cũng có phải là 2 pin không ta. Này pin 87 rồi. Đó hai con pin 87 nha, màu xanh, màu đen. Con pin 81 rồi. Đó tình trạng là bên em có sao báo vậy rồi. Và bán có hỗ trợ gia gấp không cần cả trước rồi, chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái hoặc là chứng minh nhân dân vô khẩu, yêu cầu trên 18 tuổi và không nợ xấu rồi. Đó. Tiếp theo sẽ là Samsung S10e bản Mỹ. S10e bản Mỹ là chip Snapdragon 855 rồi, chip 855 nha. RAM 6 128GB. RAM 8 128GB mọi người. Đây. RAM 6 128GB em nói nhầm nha. RAM 6 128GB mọi người. Đó, bản Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ sẽ bán giá là 4.3, 4.3 mọi người, bản Mỹ nha. Ngoài giá khoảng 98 rồi nhưng mà vẫn còn ok mọi người. S10e chip 855 mọi người, 4.3. Samsung A72. Samsung A52s 5G mọi người. Nhìn giống A72 quá. Samsung A52s 5G bản 2 SIM người, chính hãng nha. RAM 8 128GB người. Nó A52s 5G. Chạy chip là Snapdragon là 778 người, chip Snapdragon mới nha. Màn hình 120Hz luôn người, tốc độ làm tư là 120Hz nha. Giá bán là 7.950. Tiếp theo là Poco Poco X3 NBS mọi người, chip Snapdragon là 732. RAM 6
64GB, màn hình có tần số quét 120Hz rồi, bán là 4,2 triệu. Con này có dán keo hết nguyên con nha, nè cái lưng thì có dán luôn rồi, giá bán là 4,2 triệu rồi. Hai con, một con màu đen, một con màu xanh. Ok, bên em góp thì có lãi nha anh, bên em có góp thì có lãi nha. Tiếp theo là Oppo Reno 4 rồi, nói chung là thì nói chung bên em góp cũng như thế di động rồi, người có thể ra thế di động đóng tiền vẫn được nha. Đó là Oppo Reno 4 58128GB rồi, chip Snapdragon là 720G nha. Đó, Oppo Reno 5 cũng là chip Snapdragon 720G rồi. Reno 4 giá bán là 4,450 rồi, 4,450 nha. Tiếp theo là Oppo, con này được chưa lên pin rồi, là Redmi Note 10 rồi, Redmi Note 10 nha. Này màn hình là OLED nha người, màn hình là AMOLED nha. Con này sẽ là 56, bộ nhớ là 128GB rồi. Redmi Note 10 3,990 triệu. Này có dán keo nguyên một con rồi, dán keo nguyên một con nha. Đó, Samsung A51 56 128GB rồi, màn hình là AMOLED luôn, 6,5 inch, có vân tay nằm trong màn hình nha. Con này có vân tay nằm trong màn hình rồi, 56 128GB. Đó, giá bán là 4,5 triệu. Góp thì phải qua đến tiệm nha anh, góp Phạm Thanh Tùng, bên em bán góp phải qua đến tiệm nha, mới làm hồ sơ góp được nha anh. Tiếp theo là góp thì khoảng 20 phút là nhận máy không rồi. Mọi người đang xem live, ngồi trên một chấm một chia sẻ rồi. Đó, để lên mẫu mới nha. Đây, Vivo Y20S rồi, RAM 4, 64GB, Y20S nha, giá bán là 2,9 triệu. 2,990 triệu, máy đẹp 9,8, 9,9 rồi. Tiếp theo là iPhone 8 64GB, con này pin 88 người nọ, nói chung pin mấy con này trên 80 thôi. Đó, 64GB quốc tế mã Mỹ người, em có đủ màu nè, ba màu nè, thiếu một màu đỏ nữa thôi. 64GB quốc tế mã Mỹ, 4,250 triệu iPhone 8 nha, 4,250 triệu. Đó, màn hình cũng khá là ok luôn, 4,250 triệu quốc tế nha người. Thứ hai sẽ là Samsung Note 10 Plus 5G, Note 10 Plus 5G người. Này, con này thì em đang bán là 8,3 triệu, chia sẻ bài viết trên Facebook á, để còn 8,2 triệu rồi. Đó, Note 10 Plus 5G nha, RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB rồi. Đó, Note 10 Plus 5G, con này bán khá là chạy rồi, có 5G luôn, RAM 12, 26GB, màn hình là 6, màn hình là 6,8 inch, độ phân giải màn hình là 2+ rồi. Đó, hôm nay được về được mấy cây ít 10 5G bản Mỹ rồi. Hôm nay thì giá xuống nha, nói chung thì em cũng không muốn giá xuống đâu mọi người, em nhập hàng tồn vẫn còn đó, giá xuống thì em bán xuống mọi người. Đó, Samsung ít 10 5G bản Mỹ nha, bản Mỹ sẽ chạy con chip sẽ gần là 855 rồi. Đó, cái lô này mới vừa nhập luôn rồi. Đó, mới vừa nhập luôn nè. Ốp 15G bản Mỹ có tiếng Việt đầy đủ luôn rồi. RAM của nó sẽ là RAM 8, bộ nhớ là 26GB rồi. Đó, ốp 15G bản Mỹ nha. Chip sẽ gần 855, màn hình độ phân giải là 2+ và màn hình là AMOLED. Đó. Con này sẽ bán giá là 6,950 rồi. 6,950 nha. Có mấy con còn siêu dày luôn rồi. Đó, khá là đẹp luôn. 6,950. Ốp 15G Mỹ. 6,950 người, cầm 8 26GB nha, chip sẽ gần 855, có hộ cho 5G luôn rồi. V50 em hết hàng, còn V50S thôi mọi người, V50 em hết hàng rồi nha, em chỉ còn V50S thôi, V50 này hốt hàng quá mọi người. Người đang xem live ngồi trên một chấm mọi người ơi, anh em ghét bán thì có hộ cho trả góp nha mọi người, và ship code toàn quốc nha. Samsung Note 8 bản Mỹ 4,3 triệu, mấy con này em báo giá lời không mọi người. Samsung Oppo Line bản Việt Nam chip 855, giá bán là 6,6 triệu. Con này có khá ok mọi người. Samsung S9 Plus, máy đẹp keng, line new, giá bán là 4,6 triệu, còn máy Nhật á là 3,950 triệu. Đó, em có hai mã nha. Tiếp theo là Samsung Note 20 Ultra, màn hình 120Hz, RAM 12GB, bộ nhớ là 26GB mọi người, 12,3 triệu. Samsung Note 20 11,500 người. Note 20 bản Việt Nam 2 SIM 11,500, bản hàng là 12,3 triệu, chip 865 mọi người, chip mạnh nha. 12,3 triệu. Oppo A93, cái này em bán khá là chạy người, cái con này thì 4 camera được nha, giá bán là 4,550 triệu. Em bán buổi giờ nhập 4-5 con mà bán còn con rồi. Bay về thì còn một cây cuối cùng mọi người, bảy một sim hàng, có một sáng có một anh chốt mọi người. Đó, hôm nay em còn một cây nha, một cây là 5,1 triệu, con này bán 2 sim rồi, bán 2 sim 5,1 triệu. Mi 10T rồi, thì con này thì cấu hình khá là mạnh người, chip 865, màn hình 544Hz, RAM 8 26GB, 7,8 triệu. OnLoot 8, OnLoot 9G mọi người. OnLoot 9G nha. Này. Xin nó là gần 870, RAM 8 128GB. Màn hình 120Hz mọi người.
giá bán là 899, máy đẹp keng. Đó. Ok, tiếp theo là Onwood 8 tơi. Máy đẹp keng rồi, đẹp keng nha. Nói chung là con này đẹp keng hết rồi. Tại Onwood mấy dòng này thì nhập đẹp keng mới dễ bán rồi. Nói chung là đẹp như mới, không khác gì mới luôn rồi. Chân sạc hãy còn mới tinh luôn rồi, thấy không? Đó, chân sạc còn mới tinh nè. Đó. Giá bán là 7.8 triệu. Và mọi người lưu ý là bên em chỉ dùng một số tài khoản ngân hàng Vietcombank và Sacombank thôi mọi người. Chủ tài khoản là hãng bên người, em có ghi bình luận chứ nhá. Vietcombank số tài khoản của em là 97168 và 5 số 9 người. Đó 97168 5 số 9 nha. Mọi số tài khoản khác là lừa đảo nha mọi người. Lưu ý giúp em nha. Đó, tại vì nhiều người bị lừa nói em bên em là lừa. Bên em chỉ dùng một số tài khoản ngân hàng đó thôi. Đó. Em có cảnh báo rất là nhiều lần mọi người. Clip nào cũng có cảnh báo hết nha. LG G8 máy đẹp 99 nha mọi người. LG G8 đẹp 99 nè, đó màu đỏ. Khá là đẹp luôn, màu đỏ nha. Chiếc Snapdragon là 855 rồi, đó 855 nha. LG G8 mọi người. 3.550. 3.550 mọi người. Đó, khá là ok luôn. Snapdragon 855. Màn hình là 2K. Đó. Chính gì? Đó, 3.550 mọi người, màu đỏ. Samsung S10 mọi người. S10 bản Mỹ 5.6, còn bản hàng là 5.4 nha, đó. S10 5G. S10 5G bản hàng 6.1 26GB. 512GB là 6.9 rồi. Đó, em có hai mã nha. Sát AWS G2 2.390 mọi người, 2.390. Samsung Galaxy Z Fold 1 mọi người. Đây. Này màn hình gập. 15.6 triệu. Còn là giáp clip. Giáp clip sẽ bán giá là 11.5 triệu nha mọi người. Bản chính hãng hai sim. Là bản chính hãng hai sim 11.5 triệu. Ok, báo giá iPhone đi mọi người. Đây, iPhone ở dưới đây. iPhone X 64GB là 7.5 triệu, 256GB là 7.990. Đó, iPhone thì báo giá rồi, tại có màn hình nó cũng như đó thôi. Đó, rồi iPhone XS pin 100% 8.7 nè. Còn con này pin 84 là 8.5 triệu. Pin 100% là pin 2 rồi. Đó, tình trạng là bên em có sao báo vậy nha. Đó. Samsung A71 GAM 6128GB là 4.5 triệu, còn GAM 8 256GB là 5.150. Đây là Samsung A90 5G mọi người. Samsung A90 5G 4.8 triệu nha. À, bây giờ đợt qua thì tại vì hôm nay bên em nghỉ sớm rồi, chắc khoảng 7 giờ là bên em nghỉ rồi. Rồi năm hôm nay là chim sớm xíu mọi người. Nói chung thì hôm nay mấy nay thì cũng ít hàng lắm. Có nhiều em cũng hôm nay đi nhập hàng khó mọi người. Hôm nay không có hàng nhiều. Redmi Note 10 4.3 triệu. Rồi Redmi Note 10 4.3 triệu. Vivo F1 và Go 3.1 triệu, GAM 8 128GB. Máy đẹp thì 3.450. Oppo A53 3.4 triệu. Con này F10 em rồi, F10 em con này cũng khá là ok nè. Bản hàng thì đẹp 99 nha. Nên con này thì bản hàng rồi. Đẹp 99%. Đó, có con còn siêu gì luôn mọi người. Đó, đẹp 99 rồi, màu xanh. F10 E. Bản hàng mọi người có thể nâng cấp lên 2 sim rồi. Nhưng bên em bán có nhập sao báo bán vậy nha mọi người. Mọi người nâng cấp thì em sẽ chỉ mọi người tiệm nâng cấp nha. Nói chung là nâng cấp bằng phần mềm thôi. Còn đó em sẽ bán giá là 4.3 triệu, máy đẹp 99. Samsung Note 20 Ultra. Đó, đẹp 99 đúng rồi. Note 20 Ultra bản hàng đẹp 99 nha. 15.800. Chip Snapdragon 865 lút mọi người, chip mạnh nhất năm ngoái nha. Đó. Sony Xperia 1. Sony Xperia 1 mọi người. Đó, giá bán là 4.550, bao hết bao test một tầng. Samsung A30s, A50s mọi người, 3.250. iPhone 8 lút mọi người. Giá bán là 6.8, 64GB quốc tế. Hoặc là iPhone XG 128GB 7.9. Mi 8 3.5 triệu nha, Mi 8 3.5 triệu. Samsung Note 20 Ultra bản 5G chính hãng rồi. Đây, hai sim 16.2 triệu. Còn đây là LG V50S. LG V50S người 4.250, GAM 8, bộ nhớ là 26GB. Đó, 4.250. Sony XZ3. Con này thì 2.8 triệu thôi, XZ3. Samsung Oppo Reno 2F 4.1 triệu người, con này GAM 8 128GB, có dương tay nằm trong màn hình người. Oppo Reno 2F màn hình là OLED nha, 4.1 triệu. Oppo A91 3.990, GAM 8 128GB luôn. Đây là Poco F2 và Go. F2G chip Snapdragon 865 người. Đó. Con này là GAM 8 256GB nha mọi người, con này phiên bản GAM cao nha.
con này cam gà hộp hòm rồi đây, này chip mạnh rồi 6.150.000, nó chính thì em còn bán Mỹ rồi 5.600.000 là gì rồi. Vivo V 20 nè 3.650.000, làm gì vậy? PC 3XL rồi, 3XL nha, em còn mấy cây rồi, 72 sim, 2.990.000, Redmi 9S rồi, 3.800.000, Oppo Reno 10X Zoom, 5.800.000 rồi, Oppo Reno 10X Zoom, 5.800.000, iPhone 8 Plus, 26GB, 7.400.000, iPhone 7 Plus, 32GB, 4.550.000, Oppo A54 mọi người, 54128GB, 3.700.000, Oppo A73 mọi người, Oppo A73 nha, màn hình là AMOLED mọi người, 54 64GB, 3.400.000, Redmi Note 7, 54 64GB, 2.450.000, Samsung A71, 5.300.000, LG Win mọi người 6.800.000 nha, LG Win 6.800.000. Bên em chắc giờ này em nghỉ, chuẩn bị nghỉ, anh ơi 7 giờ hôm nay em nghỉ rồi. Ngày mai qua giùm em nha anh Chí Tăng. iPhone 12 128GB 15.800.000 rồi. iPhone 12 mini 11.700.000 nha. Đây là Samsung Galaxy Z Fold 2 bản chính hãng nha mọi người. 2 sim, máy đẹp keng 22.800.000. Redmi 10 3.990.000, rồi Redmi 10 nha, RAM 464GB, Realme X 10 3.750.000, Samsung A03S mọi người, A03S nha, 3.400.000, Vivo V 20 giá bán là 5.350.000, Oppo A92 4.250.000 mọi người, Redmi Note 10 4.900.000 nha, 5.628GB, Oppo Samsung A71 5.600.000, Samsung S21 Ultra bản Mỹ chip 888 mọi người, 18.500.000 này, 18.500.000 nha. Em ship có toàn quốc mọi người, Oppo A74 6.9 5G mọi người, hay giáp clip em cũng còn nè. S21 Ultra bản Việt Nam 17.800.000. Redmi Note 9 pin 6000 3.900.000. Galaxy Z Flip 3 mọi người. 18.900.000 nha, 256GB. Samsung Note 20 Ultra 14.900.000, 72 sim 4G. Ok, thì clip của em đến đây hết mọi người. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream giúp nha. Hẹn mọi người buổi livestream vào ngày mai mọi người. Bye bye. Mọi người hãy cho một lượt chấm, một lượt chia sẻ cho mọi người.